bus. Chúng ta mất rồi. Đi thôi. Đi tìm màu sắc nhảy năm bạn kẹo. Các bạn phải nhảy xuống dưới ngay thôi. Kẹo bé nhỏ kèm nói. Ồ, không có màu sắc. Tôi muốn trái cây có màu đỏ. Dâu tây màu đỏ. Dâu tây màu đỏ. Màu sắc xinh tươi đã quay trở lại. Đi tìm màu sắc nhé buôn bán kẹo. Các bạn phải nhảy xuống dưới ngay thôi. Kẹo bé nhỏ liền nói. Không có màu sắc à? Cho thêm trái cây xanh lá vào nào. Kiwi thật tuyệt. Kiwi thật tuyệt. Màu sắc xinh tươi đã quay trở lại. Đi tìm màu sắc nhé ba bạn kẹo. Các bạn phải nhảy xuống dưới ngay thôi. Kẹo bé nhỏ liền nói. Không có màu sắc. Cho thêm trái cây xanh dương vào nào. Việt Quất thật tuyệt. Việt Quất thật tuyệt. Màu sắc xinh tươi đã quay trở lại. Màu sắc của kẹo cũng thay đổi rồi. Xe chở rác sẽ mang hết rác đi. Yeah.
con rất thích chơi đùa. Out, out, em trai cần giúp. Out, out, làm gì bây giờ? Gọi cho bác sĩ đến giúp nhanh nào bạn ơi. Bác sĩ bên con đã tay rồi, đừng lo mà vết thương sẽ nhanh khỏi. Tay bài hết vi khuẩn, bác sĩ sẽ làm cho bạn khỏe hơn. Bảo vệ vết thương của con khỏi vi khuẩn xấu. Cảm ơn mẹ yêu. Wow. Ba phải đi giặt quần áo. Nếu có người gõ cửa, đừng tự ý mở cửa nhé con yêu. Vâng ạ. Mặt trông không quen, mình có nên mở cửa không các bạn? Xin chào, giao hàng đây. Xin hãy mở cửa nhận hàng. Em ơi, ta không nên mở cửa. Mẹ với ba đã dạy ta, nhìn thấy ai mà trông không quen thì sẽ không mở cửa nhé em à. Trong trường hợp này, em hãy bảo họ cứ để ở ngoài cửa, không bao giờ được mở cửa đâu. Cốc cốc, ai gõ cửa? Ồ, có ai gõ cửa ngoài kia? Nhìn thấy khuôn mặt trông không quen, mình có nên mở cửa không các bạn? Xin chào, cháu có thể mở cửa cho bà và cho bà một chút sữa được không? Em ơi, ta không nên mở cửa. Mẹ với ba đã dạy ta, nhìn thấy ai mà trông không quen thì sẽ không mở cửa nhé em à. Người lạ có thể lừa em bằng cách đóng giả là người đang cần giúp đỡ. Hả? Lần sau em sẽ không mở cửa nữa đâu. Cốc cốc, ai gõ cửa? Ồ, có ai gõ cửa ngoài kia? Nhìn thấy khuôn xin mặt chào. Trông không quen, mình có nên mở cửa không các bạn? Em ơi, ta không nên mở cửa. Mẹ với ba đã dạy ta, nhìn thấy ai mà trông không quen thì sẽ không mở cửa nhé. Mình sẽ không mở cửa đâu. Mình sẽ đi gọi ba. Đó là của anh. Trả lại đây. Xe ông đi chậm quá. Xe ông đi
Ai bánh vòng không? Trốn đi nào. Anh sẽ ở cạnh chăm sóc em này. Em bé đói rồi,
đã biết cách chăm sóc em bé rồi. Ồ, giỏi lắm Neo. Neo, đây là máy bán trứng hạnh phúc. Khi nào con thấy chán nản, hãy lấy một quả trứng và mở nó ra nhé. Wow! Con cảm ơn mẹ. Các con nghỉ ngơi một chút và ăn trái cây nhé. Không, con không thích ăn trái cây đâu. Nhìn này, xe bán nước trái cây tới đây. Nước trái cây tươi ngon đây. Ủa, xe tải nước ép, đợi đã. Nước trái cây tươi ngon đây. Hãy tới đây có nhiều loại nước ép. Mau xem máy ép thần kỳ đây. Chọn trái cây tươi ngon rồi ta say. Được rồi đây, nước trái cây thơm ngon cho bạn. Na, 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 na. Nước ép robot, nước ép khủng long, nước ép cá sấu và nước ép cầu vồng. Cháu thích vị nước ép nào đây? Quất bơi chuối và thêm nho đen với kiwi sẽ rất tuyệt. Na, 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 na. Nước ép trái cây thơm ngon xin mời. Na, 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 na. Cháu rất thích vị nước ép cá sấu. Hãy bán cho cháu một ly.
vật nữa nhé. Wow! Nước ép cá sấu thơm ngon xin mời. Cháu thích nước ép khủng long thơm ngon, hãy ban cho cháu một ly. Một chút dưa xoài với dưa hấu. Wow! Nước ép khủng long thơm ngon xin mời. Hãy mua cho ba một ly nước ép đi. Đồng ý. Cháu muốn mua nước ép vị robot nhé, hãy ban cho cháu một ly. Quả rau tay cùng với dưa hấu, nước ép robot thơm ngon đây xin mời. Mình làm xinh thích nó.
đồ nóng, mình cùng xem món nào ngon hơn. Xăng mất rồi. Hãy đi đến trạm xăng thôi.
Wow. Wow. Đợi một chút, chúng ta sẽ ăn khi mẹ quay lại nhé. Màu đỏ tươi. Bốn ngày thật vui trên khay, bốn chiếc bánh xinh, một chiếc bánh không may đã xuống dưới rồi. Nhìn kìa em bé nói, cứu cứu cá cà. Em bé thích bánh vòng màu vàng kia. Nếu ăn với những thứ này. Cùng làm chiếc bánh, một chiếc bánh vòng. Cùng làm chiếc bánh, một chiếc bánh ngon lành. Nhằm nghi nhằm nhằm nhằm, nhằm nghi nhằm nhằm nhằm. Thật là tuyệt bánh vòng màu sáng. Cảm ơn vì đã đợi mẹ. Các con giỏi lắm. Rau xanh cũng rất ngon đấy. Con yêu thử một chút đi. Tại sao chúng ta lại phải ăn trái cây và rau xanh à? Chiếc bụng tròn to kia có tiếng gì đang kêu? Gà rán với uống
con muốn ăn thêm nhiều trái cây và rau xanh ạ. Con ngoan lắm Niêu. Hôm nay Neo bán bỏng ngô ở công viên. Bỏng ngô siêu ngon đây. Suzu và các bạn cầy ngửi thấy mùi bỏng ngô. Mọi người ai cũng muốn mua. Đừng chen lấn, xin hãy cẩn thận. Poppy pop bỏng ngô này, yummy yum bỏng ngô này, yum yum yum. Lại đây ăn nào. Poppy pop có vẻ như bỏng ngô của Grace trông hấp dẫn hơn. Chẳng còn ai hứng thú với bỏng ngô của Neo nữa. Bạn xem này, bạn xem này, làm bỏng ngô sẽ rất là vui. Bạn xem này, cho thêm topping nhiều sắc màu. Pop pop pop, pop pop pop, hãy tới đây ăn bỏng ngô nào. Xem này. Ai cũng muốn mua bỏng ngô của Grace. Neo đang ghen tị ư? Ngay cả Suzu cũng sang bên đó. Không không, hãy nghĩ nên làm thế nào đi Neo. Poppy pop bông ngô này, yummy yum bông ngô này, yum yum yum. Lại đây ăn nào. Poppy pop bông ngô này, yummy yum bông ngô này, đến rồi mình, bạn sẽ thích mà. Bạn xem này, bạn xem này. Đã làm bỏng ngô cầu vồng và tất cả mọi người đã quay lại. Giờ thì không ai mua bỏng ngô của Grace nữa. Có vẻ như Neo là người chiến thắng, nhưng Grace không bỏ cuộc đâu. Họ sắp bắt đầu một cuộc chiến bỏng ngô ư? Grace đang bật bếp kìa, cùng với rất nhiều bơ và một thìa siro đầy. Còn Neo thì sao? Có dứa, dâu tây, việt quất và kiwi. Wow! Bạn xem này, vị bỏng ngô con số 1 đây. Bạn xem này, bỏng ngô của tôi mới là số 1. Pop pop pop, pop pop pop, bỏng ngô của mình là ngon nhất. Hả? Tiếng gì thế nhỉ? Ôi không, hình như hàng chiếc máy sắp nổ tung rồi. Hả? Neo và Grace đã làm hỏng máy làm bỏng ngô. Giờ không ai còn có thể làm bỏng ngô nữa. Suzu đang làm gì thế nhỉ? Bé con đang trộn hai loại bỏng ngô với nhau kìa. Wow, bỏng ngô trộn lên có vị thật ngon. Giờ Neo đã có một ý tưởng mới. Poppy pop bỏng ngô này, yummy yum bỏng ngô này, giúp nhau làm sẽ tốt hơn nhiều. Mình cùng nhau làm bỏng ngô. Mình cùng nhau làm bỏng ngô. Pop bỏng ngô này, yummy yum bỏng ngô này, giúp nhau làm, mình đã thắng cuộc, cùng thắng. Yeah! Neo và Grace đã học được cách cùng nhau làm việc. Làm cùng nhau, chúng ta